xanh giống ở về ươm à? Đẹp chứ, nhảy về ôm đá được chứ. Ôm đá này là không đồng ôm đá. 250 một cây à? Để xem nào. Đá cái đấy sửa dám làm rồi đấy, người đi về cắt sửa. Bạc bông đi. Đúng rồi, bạc bông. Này là chắc từ hạt lên đây. Đó. Này, đây nào, bể bể đẹp tí. Bể đẹp này gốc này anh. Xem này. Xem từng cây hay là một lứa cả đây nữa. Nó trồng, người ta trồng dưới đất nhỉ? Trong chậu thì dưới chậu xi măng bỏ ra đấy. À thế à. Đây là đứng nặng. À. Đúng rồi. Cần gì chậu đâu. Hay quá. Nào có đá ra lấy cái này hay mà. Đá ra lấy hay. Đấy. Nào làm đá xinh xinh tiểu cảnh với cái này về. Được. Đá nó nhỏ. Rẻ mà, cũng vui mắt. Này. Để qua khu vực của Bắc Trung này. Rồi để đi quay phim tí đã chứ. Đuối. Để xem cái cục này xem nào. Đấy thì lấy cái nào? À đây. Đi đâu đi đâu? Đâu? Nó có giận không? Nó có giận à, không? Có. Đấy. Xanh. Quên. Dưới đây. Xin phép bác tí nhá. Ổi. Cái ổi là bao tiền ạ? Đẹp. Được đấy. Được. Dạ. Tôi vẫn thích ổi lắm chứ. Nhưng mà cái ổi là nó cũng phải có không gian. Không gian. Chứ ở dưới Hà Nội thì không chơi được. Mà để ở quê thì không chăm được. Cái xanh cái dài. Đây đóng cả quả sen này đi à, anh Trung ơi. Quả sen này ăn đi. Già đấy. Hoa giấy. Hoa giấy. Vâng, đang quay phim phục vụ bà con đi ạ. Đang quay phim phục vụ bà con đi ạ. Cái hoa giấy. Vâng. Hoa giấy. Già ghê nhỉ. Xanh hương đá. Cũng được đấy.
hồng ngọc mai đang mùa hoa này, đẹp này. Tí nữa thì tôi sẽ đưa số của bác Trung Dâu lên đây để các bác hỏi, em cũng trả hỏi giá. Lâu lắm mới bác thấy bác ra chợ. Mở hàng chưa anh? Chưa. Bình mai mở. Dâm bụt ấy quá nhỉ. Dâm bụt nhiều hoa này. Mở hàng. Chưa mở hàng nên là không dám hỏi, hỏi giá. Chuyến xe như dân miền Tây luôn. Đồi lòng, đồi hoành này. Bông quá. Tùng già ghê. Con tùng này giá bao nhiêu tiền đấy ạ? Con tùng này giá bao nhiêu tiền đấy ạ? Đẹp quá nhỉ. Đẹp quá. Đấy, xem cái đế kia này. To. Này có cái biệt thự để lên nó mới đẹp. Có nhà biệt thự nhà to. Rất thích nhưng mà không bày được. Cây này đang tính biến nó dáng thành thế này đã. Siêu. Một cái siêu. Đấy. Đây dáng siêu. Trông rất già, cây cảnh hoàn thiện rồi. Cây cảnh hoàn thiện rồi. Cây cảnh à, bông tán hoàn thiện hết, cây rất già. Rất già. Cây rất già. Đấy. Cảm ơn bác nhá. Ta xem cây. Số cây tại này. Du đẹp lắm. Phép làm phiền bác tí nhá. Anh quay đi. Cái du này cũng của bác à? Không đi đâu. À, cũng có đây. Cái du này cũng được. Chụp hoành cái du hoặc là làm biến hình cái thác độ cũng được, rất là dịu dịt.
ngọn kia sửa lại ngọn. Và đấy. Đấy, chân bệ cũng có đấy. Chân bệ có rất là ngắn đẹp. Nói chung là về vẫn phải làm sửa khá là nhiều mà nó về. Quả này như cái đĩa. Cái này mấy nhân? Cái này mấy triệu? 2,5 triệu cây tùng là hàng. Cái này đẹp. Đấy, 2,5 triệu cái đây. Đây, quả Nam Điền này, ác chiến đấy. To quá này. Hôm nay phiên nó phải nó khá rẻ. Hôm nay nhiều người chính thức khai xuân đấy. Nên là em không tiện hỏi giá nhiều, cứ quay thôi. Vậy các bác ở đây các bác bán rong thì các bác có quan tâm nhiều khi cũng chẳng mua được đâu, phải ra tận nơi rồi. Chứ họ không có cửa hàng hết ở đây đâu. Đấy. Dùng cũng rất hay, ba vai rất rõ ràng, nhưng cái bệ thì lại đang hơi kém. Loạt ổi thì ổi giá rẻ thôi. Sang cái chỗ này xem có cây gì hay hơn không? Hôm nay chợ nó chỉ vắng thế thôi. Ở khu vực cuối chợ đây. Đây, xin nhắc lại các bác nhé, là họp chợ thì vào những cái ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch nhé, là buổi sáng. Đến tầm 12 giờ là người ta rút rồi. Thì tầm nếu mà tháng thiếu ạ, thì ví dụ tháng có 29 ngày thì họp vào ngày 29, là bù vào ngày 30. Đấy. Thế còn ví dụ như hôm nay là phiên tháng thiếu, phiên 29. Thế còn mà phiên nào mà trúng vào thứ bảy nhật thì một số bác sẽ ngồi lại đến tận chiều. Còn đâu là chủ yếu là họp buổi sáng. Những cái hộ mà sẵn có ở đây có cửa hàng thì lúc nào họ cũng bày bán thôi, thì không nói, nhưng mà phiên ấy lại vào những ngày thế. Có đuôi 0 và 5. Tháng thiếu thì là phiên họp vào 29. Nếu cuối tuần thì có thể ngồi đến tận chiều. Còn ngày thường thì họp vào buổi sáng thôi. Cùng lắm đến 1 giờ là họ giải tán hết. Cái hoa giấy, hoa giấy kim. Suối. Đấy, như vậy là được một vòng. Ở chỗ này là quay lại quanh Trung Châu đây. Cái hoa giấy có lũa một chút. Tôi không hỏi cái chỗ này thì các bác chưa mở hàng, ông nhìn ông buồn. Và quay kết thúc một vòng đấy, một số bác đã ra về. Bây giờ tầm 11:30 trưa. Quay lại đây.